We go inside. This the station to buy a ferry ticket. This one used to be a train station, I think. So a lot of people from New York go to the other lakes outside New York to go here. So now they don't use this train station anymore. So it's running down. Cái này là cái trạm xe lửa cũ hồi xưa, là ai muốn tới New York thì nó đậu ở đây. Mình nghĩ là nó sẽ đi đò qua sông để vô New York. Giờ mình đi mua vé ở đây. Họ chỉ lòng vòng qua đi sớm mà lại không mua được vé. It's inside the building of the old structure. Đây là cho phía trong của tòa nhà, cái trạm xe lửa cũ hồi xưa ở sát bên thành phố New York, New Jersey. This is the Liberty Park schedule, the map where we can go. Cái này cái tàu ha, they use the old. This one bringing down. Thế là đang cũ dần, hư hết à, rớt xuống rồi, không ai dám vô, muốn sụp. Phía trong này nó bảo trì thôi. Bây giờ người ta đang chuẩn bị xếp hàng để kiểm tra coi có vũ khí đạn dược gì không trước khi lên tàu. Ở đây họ sẽ qua cái cửa an ninh nữa. Now we go to the security step to go to the boat. We are in the line. Lot of people in the line right now. Đang chờ lên tàu. Tất cả hành khách đều đứng chờ tàu tới rồi. Họ đang chờ đúng giờ đang đi. We're waiting for to board in. Đang đi lên tàu. The noise of the metal. Yeah, they cast a fish. It's beautiful from here. This is the bird they cast. This is Spanish. It's not Spanish. Oh. Cá đó giống con cá đuối. Giờ mình đang đi lên trên. We are go up to the up on the top of the sky lawn. Giờ mình đi lên những cái tầng phía trên cùng, có ghế ngồi luôn. Đây là nhìn cùng cảnh đẹp. Tại vì nó không cho ở dưới là tại vì bệnh dịch đó. Because the pandemic, so they were allowed to go in the inside the room, so we can stay outside. Also very beautiful. Cái cảnh đây cũng rất là đẹp. Have your attention for a brief safety announcement about this vessel. The exit doors are located at the forward and aft end of each cabin. It's the main stairways are located at the rear of each deck, and the small safety stairway is located. Bên đây là New Jersey City. On this side, New Jersey City. It's straight up next to New York. So we are going out right now. Bây giờ mình đang đi ra ngoài cái nhà ga phía bên kia. Thì lúc trước thì New York phát triển, nhưng mà mình nghĩ New York bây giờ nó theo xã chủ nghĩa nhiều quá, theo Trung Quốc.
cho nên bây giờ là bên đây nó phát triển lên. Đây có view của tòa nhà cao nữa nè. Thì bên New Jersey thì nó rẻ hơn, chi phí đồ sống nó rẻ hơn, tất cả đều lái xe cũng thấy dễ dàng hơn nữa. Thì New York thì nói chung là New Jersey mình đi vô mình không trả phí, mà đi vô New York là phải trả phí. Trả phí khoảng gần 400 ngàn á, đi qua cầu gì đó, nè cầu phía bên kia, cầu trước mặt. Đây là bên New Jersey. New Jersey là bên bang New Jersey. Cái đảo đó của bên là New Jersey. Còn bên đây là bên New York. Yeah, tại vì nó phát triển lúc trước lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nó đi về thời mà. Đi vô cái đảo Iris, Ellis Island. Đảo này nhà cửa rất là đẹp. We are now approaching a dockside landing. If you are seated, please remain in your seats. Please exercise caution when standing or moving around the decks should there be any unexpected vessel movement. Please hold handrails whenever possible, particularly on stairways. Giờ mình đang ở đây. Đây rất là cao. Cảnh trên đảo cũng rất là đẹp. Giờ họ đang chuẩn bị cho mình đi á. Đây nè, cái tàu họ cạo vô cái gì, cái mấy cây này nè, cái thông á. Cái mấy người chuẩn bị lên tàu đang đi qua đảo khác. We are going to the building inside the Iceland. It's beautiful here. Island. This island is the when people from Europe come here, they stay in this island before they go to New York. So this is like the place that people. The first place people enter to the United States before they land into mainland America. Cái này là cái khu vực, cái đảo này là họ sẽ mọi nhiều tàu sẽ check in. Người định cư là họ sẽ đi vô đây trước, họ sẽ xếp hàng vậy đó. They check like that before. Enter to the United States. Cái này là cảnh của cái station ở phía bên nãy cái station lớn đó. Cảnh này. Cái này họ nói về cái. Ngày xưa đi họ đi qua bà đảo. Đảo ở yeah.
đây cái bản đồ thế giới xưa này. This is the Earth map. They change in the color. This one the islands, and we can see with the information to go to visit this building. Here's a front desk. Cái này cái bảng mà mình đăng ký đi di dân là nằm đây. To the level 2. Giờ mình lên lầu 2. Cái này là khu vực để đăng ký di dân. It's so beautiful. This is my desire to welcome immigrant people to here. Cái này cái phòng sạc đẹp nó thiết kế để chào đón những người định cư tới định cư ở Mỹ. 5.000 người một ngày. Cái này nó có cái từ là Island of Hope, Island of Tears, có nghĩa là ở đây có thể là bị trả gì mà cũng có thể được chấp nhận vào Mỹ. Chấp nhận của Mỹ là có thể là xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở đây, còn khóc lóc là phải bị đi ra ngoài, bị trả gì cố quốc. This one so shiny. Cái này họ làm sao mà cái gạch tàu nó bún kinh khủng luôn á. Đây là cái cảnh những người immigration in the past. Những người này họ tiên thệ nè, dưới nước Mỹ nè. They make the ark. Là một cái tờ là citizenship hồi xưa nè. Cái này là this is the certificate of the citizenship. See this picture, we see a fearful way dirty, right? And on the clothes and người rất là nhìn thấy là rất là dơ ha. Quần áo rách dưới kìa. With new American, this is children. Đây cảnh của mấy đứa nhỏ đang chơi. Cô gái bắn cá. Những người đi học. Happy in the cảnh này có vẻ là rất là dơ. Before người ta bán đồ ăn ngoài chợ, chắc là mấy con ngựa ở đây này. With on the horse and everything before here. Đây là bức ảnh thể hiện quyền sử dụng súng của người dân, là ai cũng có cây súng vậy nè. Cảnh New York thật sự. This is a house in
typical in New York, right? This image. Hồi xưa nè, những nhân công có làm việc mà qua đây Mỹ mà có công việc mừng lắm. Come to America when we have a job, it's very happy. It's like the chain of life. Cảnh hai trái cây xưa. This is a famine sign. Cái này họ tái bố trí rồi công việc chia xã hội, ai nịnh ai làm chuyện đó hết trơn. Cái này là để đánh bắt cá nè. This is fishing image. Bán làm gì? Bán là... Đây là cái người đẻ ở đây à, là làm việc ở trong cái ngành mà nặng nhọc như là iron copper copper mine á, là làm đồng á, đúc đồng nữa, rất là thấp. Lý do là cái số lượng mà người làm việc á là tốt á, như giống như là lawyer là những người mà ở đây mới được làm lawyer, còn cái người này thì ít lắm. Tại vì cái học vấn của người nhập cư rất là thấp. It's different from people who were born in the United States and the people in immigration work in a lawyer is very low. Teacher too. I think in this side they keep this one, but in New York I don't know they want to keep this one or not. Monster mass meeting. This is the restricts immigration now. Protect yourself and your children against green labor and business competition through restricts immigration. The train station in the past. Quý vị nhìn cái bức cảnh này hồi xưa ha. Quý vị thấy không, cái cảnh hồi xưa là người Mỹ họ đã có xe cộ trước đó rồi, lúc trước chưa động cơ là họ đã có xe tải rồi nè, là họ sống cuộc sống là hiện đại so với người Việt Nam bây giờ rất là xa luôn á. Người Việt Nam bây giờ còn đi xe đạp phải không, còn đi cái đi trên cái xe mà không có được ngồi phải không, nhưng mà người Mỹ họ đi trên cái xe họ được ngồi với xe hơi hồi xưa xa lắm rồi. Nếu mà so với hiện đại là người Việt Nam mình bây giờ là còn kém hiện đại hơn người Mỹ 100 năm trước luôn, chưa biết chế tạo máy bay luôn, Việt Nam mình á. I want to introduce some image from here to people who want to look back to the American history. California welcomed millions immigration. Đấy, những người số lượng người nhập cư á, số người nhập cư theo các thành phố. Seattle đó có 900 mấy người à.
Asian American. Đi làm. This is a document in the past. People on board from the Liberty Statue. Đây là cảnh những người nhập cư, những hồ sơ. Đi trừ khỏi đặc quy gì tại sao có hình này là quốc gia của luật pháp và hiến pháp. We see this is American country of law and order and the constitution and the freedom. Cảnh này bị cộng sản Đức giết mà. Booking table, những các bạn làm gì để đón những người nhập cư á. Yeah, they check the disease, some kind of disease. Rồi là check coma. Này bác sĩ kiểm tra hết kiểm tra bệnh đó. This is a test the DC before coming. Phòng kháng nghị. Không phải dễ. It's not easy to come to America. Vậy là kiểm tra sức khỏe tâm thần.
limo. Đoan không ý đó nhiều lắm, tại vì cái độ sản xuất nó cao. Yeah, this is the meal. Immigration in the past. Michael Cup, hả? Cái câu nói này đúng nè. Nếu mà cộng sản không chẳng bao giờ tới thì chúng tôi chẳng bao giờ bỏ nước Việt Nam mà đi. Câu nói là rất là đúng luôn á. Ship go to New York. It's the kind of one. What's it? It's a cruise to New York. So cái tàu này đi New York mà hôm qua mình đi rồi, cho nên là mình muốn đi rồi, cho nên bữa nay mình chỉ đi Liberty Central and mình quay về New Jersey and và mình đi Boston.